nhỏ quá. Tay đâu là tay đâu? Tay ở đâu là tay ở đâu? Ở chỗ nào là ở chỗ nào? Cho hai tay lên vai người đằng trước và chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ok, bắt đầu này. Mình nhún 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 giờ mình cùng nhún nhún nhún. Xe nào nhún càng mạnh thì điểm càng cao. Mình nhún 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 giờ mình lại lắc lắc lắc. Mình lắc 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 giờ mình lại đấm đấm đấm. Mình đấm 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 giờ mình lại chặt chặt chặt. Mình chặt 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 giờ mình lại cu cu cu. Mình cu 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 giờ mình lại cao cao cao. Mình cao 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 giờ mình lại cấu cấu cấu. Mình cấu 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 giờ mình lại cắn cắn cắn. Mình cắn 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 giờ mình lại bóp bóp bóp. Mình bóp 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 giờ mình lại ôm ôm ôm. Mình ôm 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 giờ mình lại thơm thơm thơm. Thơm chưa là thơm chưa? Xin mời các bạn đằng sau quay. Chúng mình ngồi quay thật nhanh. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ trả lại sự yêu thương vừa rồi. Vừa rồi bạn làm như thế nào? Bây giờ mình làm mạnh hơn như thế nhá. Xin mời các bạn này đằng sau quay thật nhanh nào. Xong chưa là xong chưa? Tay đâu là tay đâu? Tay ở đâu là tay ở đâu? Ở chỗ nào là ở chỗ nào? Cho hai tay lên vai người đằng trước và chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lần này làm mạnh hơn đó chị Vy này. Mình nhún 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 về mình cùng nhún nhún nhún. Mình nhún 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 về mình lại lắc lắc lắc. Mình lắc 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 giờ mình lại đấm 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 đấm. Mình đấm 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 giờ mình lại chặt 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 chặt. Mình chặt 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 giờ mình lại cu cu cu. Mình cu 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 giờ mình lại cao cao cao. Mình cao 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 rồi mình lại cấu cấu cấu. Mình cấu 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 giờ mình lại véo véo véo. Mình véo 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 giờ mình lại bóp 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 bóp. Mình bóp 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 giờ mình lại chọc chọc chọc. Mình chọc 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 giờ mình lại chém chém chém. Mình chém 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 rồi mình lại ôm ôm ôm. Mình ôm 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 rồi mình lại thơm thơm thơm. Thơm chưa là thơm chưa? Xin mời các bạn đằng sau quay. Ok, sửa âm nhạc. Đây, khởi động xong rồi, thấy thoải mái chưa? Đây là phần thi điện giật luật chơi như sau. Anh MC ra hô điện giật, chúng mình thông thật lớn là giật ai mà đúng theo yêu cầu của anh nhá. Đội nào làm đúng nhất, đều nhất, đẹp nhất nhận ngay cho mình 100 điểm. Ok, sẵn sàng chưa? Are you ready? Ok, chuẩn bị, điện giật. Điện giật những ai không ôm chặt bằng phía trước. Đội nào không ôm, không có điểm. Rồi, ok. Ôm thật nhanh trừ hết điểm với bạn lớp 8 này, ôm thật nhanh nào. Khối 8 ôm thật nhanh. Rồi ôm bạn thấy có ấm không? Ấm không? À ấm thì ôm thêm 30 phút nữa. À ok, tiếp tục, điện giật, điện giật. Điện giật những ai không xin được một sợi tóc của người phía trước. Xin một sợi tóc người phía trước. Nhớ bạn đồng ý cho bên nhổ nhớ chưa? Ok, xong chưa là xong chưa? Tóc đâu là tóc đâu? Sao người ta bỏ xin một sợi cái phía dưới lớp 9 nhổ một nhúm thế kia thế à? Một sợi thôi chứ đúng không? Ok, tiếp tục, điện giật, điện giật. Lần này khó hơn này. Đó chính là điện giật những ai không xin được một sợi lông chân của người phía trước. Ở lông chân của người phía trước. À, tìm xem có không, tìm xem có lông không. À, tìm xem có không. Có không, có không. Xong chưa là xong chưa? Lông đâu là lông đâu? Ui bạn kia nhổ nhiều thế. Thật lông gì mà dài kia. Ok, tiếp tục, điện giật, điện giật. Lần này thì khó hơn, chúng ta cùng nhau đánh mắt sang bên phải. Đánh mắt sang bên phải. À bên kia thì đánh mắt sang bên trái. Đó chính là điện giật những ai không xin được một chiếc dép của bạn bên cạnh. Rồi, một chiếc dép của bạn bên cạnh. Rồi, dép cũng được mà giày cũng được. Thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh. Dép cũng được mà giày cũng được. Xong chưa là xong chưa? Dép đâu là dép đâu? Ui dép để thấp xuống, để cao mùi không chịu được. Để thấp xuống, đi chơi cả ngày hôm nay giờ cao đấy ai chịu được. Ok, tiếp tục, điện giật, điện giật. Lần này có một chút nữa là chính là điện giật những ai không chọc vào nách mình phía trước một cái. Rồi, chọc một cái thôi,
một cái thôi, thật chặt gì thì còn ngoáy, đã chặt rồi còn ngoáy. Ok, tiếp tục, điện giật, điện giật. Đây sẽ là lần cuối cùng đội nào làm đúng cộng cho 100 điểm luôn này. Đó chính là điện giật những ai không thơm vòng má thì chưa cái. Bạn nào thơm một cái nhận một phần quà. Thơm hai cái nhận hai phần quà. Bạn nào thơm ba cái giơ tay. Ai thơm ba cái giơ tay. Bạn nào thơm ba cái thì không có quà. Ờ đấy, người ta bảo thơm hai cái thôi mà. Ok, rồi tiếp tục, điện giật, điện giật. Điểm thật những ai chưa ngồi khoanh chân thẳng hàng. Ok, bây giờ sẽ là phần công bố kết quả và đưa rằng xe nào nhận được 100 điểm đầu tiên đây, xe bao nhiêu? Xe bao nhiêu? Khối mấy? Khối mấy? Khối nào giơ hai tay cao nhất? Khối nào đứng lên là không có điểm? Ok, ngồi xuống. Ok, và xin được chúc mừng các bạn đến từ khối khối trật tự để công bố. Cái máy to thì ai công bố được. Và xin được chúc mừng các bạn đến từ khối đã bảo trật tự để người ta công bố. Xin được chúc mừng các bạn đến từ khối đã bảo là trật tự để người ta công bố. Cứ nói to thì ai công bố được. Làm lại này, trật tự nhá. Xin được chúc mừng các bạn đến từ khối đã bảo trật tự đến rồi. Ok, vâng, và xin được chúc mừng các bạn đã được gọi lớp 9 của chúng ta. Người ta đã công bố kết quả bao nhiêu đâu mà dê sớm thế. Và các bạn đến từ khối khối nào? Khối nào? Vâng, khối lớp 6. Vâng, xin chúc mừng hai khối này được 100 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng. Và chúng tôi xin được chia buồn với hai khối còn lại. Điểm giúp chúng ta thấp hơn một chút xíu thôi. Đó chính là bao nhiêu điểm đây, bao nhiêu? Bao nhiêu? À 50 à, bao nhiêu? Vâng, đó chính là 100,00 điểm, xin chúc mừng. Như vậy là cao hơn hay thấp hơn? Thấp hơn hay cao hơn? À bằng nhau đúng không? Ok, trải qua một tiếng đầu tiên đều rất tuyệt vời. Đều giành được điểm số lớn nhất, đó chính là 100 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi đấu thứ hai.